Kai bát phẹt kẹo vi xâm nu Phật bồ rô mạc kru hai tờ vấy ban chỉ trung bà niềm thà phẹt kẹo vi châm lao ban chỉ trung bà niềm thà phẹt kẹo vi pruh bà ong miên bà phì bà ong chỉ nẹ chai bà ong miên chô bà ong chỉ nẹ bòm bạc bòng bà ong miên bà đâm na tù can trai phốp Chia chào hai, xâm nu, đài tha, bà ông miên bà phía, ta ạc thơ bài đôi mặt đấy. Châm lai, ạc thơ bài tha, bà xam ma xam bột trông miên phía, cư châm nai cụ sao đỏ đom thầy thà, miên tiên sâu chìa đàm, ai nhang lô kì dạ sọc, nâng lô cột trả rạ sọc, ai cát lang đai bà ca tiếng phuông, bù hai nu, ban chì trông bà niềm thà, phẹ kè vi, prai thà, bà ông miên bà phì, xâm nu, đài thà bà ông chỉ nẹ chai ạc thơ bài đôi mặt đấy châm lời ạc thơ bài thà bà sa ma sa mpốt trông chai dùm lệch nâu thọ tiếng lai chỉ phân này cư thọ lọ chặt chìa cụ sál thọ cọ chặt chìa cụ sál thọ mình lọ mình cọ chặt chìa ập chìa cọt chìa đàm hai bành chìa chặt chế tự sắc bấm nay chỉ phùm chỉ đám hơi nhẹ thoát ở nụ chỉ khăn thiết ai giật tận nạc anh tri ở đây giờ sáng Phật đây chắc sẽ một ba chỉ đám đồ chân nét từ trung bà niềm thà phẹt kè vi prai thà nẹ chai xâm nu đài thà bà ông miền chốt ạc thơ bài đôi mặt đấy châm lời ạc thơ bài thả bà bột chìa mà cha trông miền chốt miền cửu lọ kìa ca để trông từ bàn trách ba chìa bà ả rạ hăng xăm ma xăm bột chìa đầm bốn trông bà ca xa sân na nhàng chôn đợt tế ai lục thoa vị xe trong bàn bà ca sá sân na nhàng chôn đợt tế ai lục thoa vị xe cà bàn chia bà xong có hỏi nâng ai nhàng về nây dạ sát krau bì nô ở miên sát thịa chú ra thơ la tăng nâu khăn ông bà bụt tờ sá sân na bàn bà ca mùi tiết ca bà ông công phung bà ca sá sân na nô bộ chôn tương lai đài chia sát trấu miên tê thay chết đam tàn bong bạc ná lọc bong thuay đầy nâng bạc ơn chong bông bạc bạc ơn tái bạc ơn mình đài thọt lôi mình đài miền phây ơn ta rai ổng phi xâm nạc chôn chia sạch trâu tương lai miền đê rạch thay chết đam nụ lai miền tài bạc ơn ai thư ở chôn tương nụ bọp khlọp khlai vinh rùa hẹt nụ ban chỉ trung bà niềm thà phẹt kè vi prai thà bà ông miền chốt xâm nụ đài thà bà ông nẹ bòm bạc bòng ạ thập bài đôi mặt đấy châm lời ạ thập bài thà bà sàm ma sàm bột trung cạch cân nhòm nhì con kỳ lê tiếng lai miền lô phẹt tu sa mô hạ chỉ đám rư thà cách cân nhóm nhi nữ mía tiếng pram ban chỉ trung bà niềm thà phẹ kè vi prai thà chỉ nẹ cách bẩm ba mía tiếng pram nu cứ kỳ lê sạ mía kỳ lê tiếng puông đài biệt biển sạt muối ạ phị sang kha rạ mía cụ sao nâng ạ cụ sao để biệt biển sạt muối mai chô mía sẽ đây slap đài biệt biển sạt muối tê vô bọt tâm mía tê vô bọt nẹ biệt biển muối kỳ lê sạ mía bàn đò kỳ lê mùi poan pram rối rọp dục lô kỳ dạ chất phải sắp mùi thà chỉ muối dục chê tả sắc ha sắp phi mục xong chỉ muối ha sắp bấy dục nập hà nà rù đọc rộng bây mục xong chỉ muối
chất xa mùi dục a ca mùi chết mùi chà ria mùi phá quang mùi mục xâm chứ mùi chất xa pram chát chia kê lê khang khnong chất xa pram khang krau chất xa pram xâm chứ mùi khnia chia kê lê mùi rôi hà sáp hai kê lê đọp cư lô phê tô xa mô hạ miền nè tật thê vị chạy kê chá thay nở mật thê a hệ rệ cá ăn nao tập ba nâng ốt tập cha một côn nâng kỉ lai mùi rồi hà sáp trâu chia kỉ lai mùi quan pram rồi kỉ lai chẳng đọc giang đi hơi để tay tình nhang sát ôi ban sức đầy tục đau cỏ hai nông ít thẹt lột nâng bỏ ra lột ô rột là hai miền ban chế chú mùa tha kỳ lê sở mi khăn thâm mi nụ ban đo lộ ba tiên khăn trần pram cư rù bô ba tiên khăn muối vê tần nụ ba tiên khăn muối sanh nhu ba tiên khăn muối sang kha rù ba tiên khăn muối nâng vinh nhiên nụ ba tiên khăn muối ô ba tiên khăn trần pram ni đô chế chào pram nè chọp tam chăm biệt biên phụ sát tớp chmua tha khăn thẻ mìa à phì sang khá rạm miên nụ bàn đàl bòi nha phì sang khá à bòi nha phì sang khá cư cụ sà la cụ sàl đài tạ tay sát ai là ó ai ạ cọ cụ sàl nâng ạ cụ sàl tăng ni bàn chỉ chmua tha mìa phì bùa ạ cụ sàl đọc bì cư lô phà mùl phàm bấy tô sà mùl bì mô hạ mùl phí rung mê nằm sát ở thư cầm xinh xinh hai bàn xích đầy lùm bạc nông ít thẹt lục nâng phá rạ lục ai lục kỳ dạ của sao tiền đọc rằm phí cư ca mà vạch chả rạ của sao phẩm bay rupa vạch chả rạ của sao pram rupa vạch chả rạ của sao buốt rung mê lập buông luông lôm sát ai nư vân vân ca slap chín nê tạc nông phùm tiếng bay ni ban chỉ chmua tha a phi sang kha ra mi mai chu mi ban đal mai chu ri cư sik dai slap hai tai sik dai slap nu tai để đạch đal chivit sat tiếng puong mần ơi lươn từ mục ban chi hau tha mai chu mi te vô bot ta mi nu ban đal đạch mi ri thi ri dai chi nẹ chong sát tốc đặc sai tiếng bay cư rìa ghé tù sát nâng tàn hà ở ban sức đầy vinh đi đòi phê pram pro ca cư rìa chơ phê chào đập phê ụ tật cạ phê á phê dạ phê cha và cạ phê phê tàng ní tàng cát lăng pru tê vật bật mì pram ha cao rô na chìa mạch cha phê ăn nhòm nhì nụ mì tàng pram nì ban tơ ban trông phần niêm thà phê kè vi xâm nụ đại thà phải ăn miên bè đầm na tụ căn trai phốp gia chào hai ắt tập bài đội mật đấy chấm lai ắt tập bài thà bè bồ rom sas đa phải ăn phơi nụ phốp từng bấy ai phật hai cứ phải ăn ban trai rụng cốt to tại chập phật à phốp từng bấy hai trong lên vân vô tử lập tử rốt phốp chẳng nụ huynh tiệt hai trong khá chào nâu đầm na để trâu đa tử nông trái phốp cư lên ca tiệt hai ban chỉ trong bởi niềm tha phẹ cho viê prai tha bởi ân miên bởi đầm na tử can trái phốp khá chào hai bởi sâm ma sâm phốt bởi cóp đòi côn chẳng lại đội xâm đài một ní tớp trông bà niêm thà phẹt kẻ vi chọp bọt phẹt kẻ vi đòi sẵn khai bà niêm tặng đọp chọp đòi sẵn khai Ava San Cát Thá Bò Ni Âm Pi Bụt Thà Rạch Tà Nạ Sâm Nu bà niêm rục bò bà bụt chìa mạch cha tặng đọp rộp tăng Âm Pi A Ra Hán đal phẹt kẻ vi chỉ ti bẩm phớt nô na thoai đal phẹt ong
ព្រះចៅសិរីសុទ្ធោទនៈនិងព្រះនាងមហាមាយាទេវីថ្វាយឬចម្លើយមិនមានបុគ្គលណាមួយថ្វាយដល់ព្រះអង្គទេមិនមែនព្រះចៅសិរីសុទ្ធោទនៈនិងព្រះនាងមហាមាយាទេវីឬក្សត្រីជាព្រះញាតិវង្សទាំង 8 ប៉ុនឬទេវតាដ៏វិសេសណាមានសក្កសន្តុសិទ្ធជាដើមថ្វាយទេព្រះនាមទាំង 10 នេះជានិមិត្តកនាមរមែងប្រកាសឡើងដល់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាមួយនឹងកិរិយាបានប្រសពបញ្ញុតាញានទៀបគុលពោធិប្រកសំនួរចោះគុណ គឺព្រះនាមទាំង 8 នេះបើរាប់បញ្ចូលក្នុងគុណដ៏សង្ខេប 3ខាងដើមគឺបញ្ញាគុណ 1វិសុទ្ធិគុណ 1ករុណាគុណ 1តើព្រះនាមណារាប់បញ្ចូលក្នុងគុណណាចម្លើយសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈ សម្បន្នោលោកវិទូទាំង 3 នេះរាប់ចូលក្នុងបញ្ញាគុណ អរហังសុគតោអនុត្តរោទាំង 3 ព្រះនាមនេះរាប់ចូលក្នុងវិសុទ្ធិគុណបុរិសត្តាមសារថេសត្ថាទេវមនុស្សានាំងទាំង 4 ព្រះនាមនេះរាប់ចូលក្នុងករុណាគុណម្យ៉ាងទៀតគុណគឺព្រះនាម 10ចែកដោយសង្ខេបទៅមាន 2យ៉ាងគឺ អត្តហិតគុណគុណដែលជាប្រយោជន៍ចំពោះព្រះអង្គមួយបរហិតគុណគុណជាប្រយោជន៍ចំពោះសត្វដទៃមួយអរហังសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូទាំង 5នេះជាអត្តហិតគុណ អនុត្តរោបុរិសត្តាមសារថេសត្ថាទេវមនុស្សានាំងទាំង 3នេះជាបរហិតគុណឯព្រះនាម 2 គឺពុទ្ធោនិងភគវានេះជាអត្តហិតគុណផងជាបរហិតគុណផងព័រណីអំពីពុទ្ធរតនៈចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះ